Em đang đi làm, theo chị thì học ngành gì trong tương lai sẽ thiếu nhân lực vậy chị Nhi? Kỹ sư em, kỹ sư nè, rồi những cái nhà khoa học nè, những cái nhà nghiên cứu địa chất nè, những cái người mà hả liên quan đến kỹ thuật như là máy tính rồi software, hardware, những cái đó tiếng Việt là gì chị biết, phần mềm, phần cứng á, học những cái phần mà về máy móc, những cái đó luôn luôn thiếu á. Những cái đó toàn cầu lúc nào nó cũng có nhu cầu hết, tại vì cái số lượng người hứng thú cái đó nó không có nhiều, và cái đó nó đòi hỏi cái kỹ năng cao lắm. Chị Nhi nghĩ sao về những thay đổi của bạn trẻ hiện nay, rất nhiều bạn sẵn sàng bỏ công việc ổn định để ra công ty startup mở nhà hàng buôn bán để làm giàu? Ý kiến của chị là chị ủng hộ và không ủng hộ. Ok, chị sẽ nói với em tại sao chị ủng hộ. Ủng hộ bởi vì các bạn đã dám làm liều, liều bi liều thì người ta hay nói liều ăn nhiều á, thì cái đó cũng đúng, tại vì chị không thể nào mà nói các bạn rồi đừng có làm, tại vì hồi xưa hồi chị 18 tuổi chị cũng mở công ty mà chị cũng chẳng học hành đồ gì hết á. Giờ em nói chị là em cho chị một tiền gì mở công ty chị cũng không dám mở, nếu mà chị không có ngồi xuống tham khảo ý kiến và nói chuyện mọi, bởi vì em hiểu được là startup nó là một cái rất là rủi ro, tùy theo cái startup nữa. Cái những cái startup của Việt Nam mà nó gọi là startup nhưng đối với chị nó không gọi là startup, nó gọi là copy and paste thôi, có nghĩa là người ta đang làm, ví dụ như người ta mở quán trà sữa em cũng mở y xì một quán trà sữa như vậy, thì nó không có một cái tính cạnh tranh cao, nó không có một cái sự đấu đá, nó chỉ là một cái thời điểm ngắn thôi, có nghĩa là mọi người chỉ thích uống trà sữa trong đúng 2 năm đó thôi, rồi sau đó em thấy không, tất cả trà sữa đều chết hết, ví dụ như vậy. Thì chị Nhi không có biết được là cái startup, cái từ startup nó đúng nghĩa ở Việt Nam, có nghĩa là các bạn có lên được cái ý tưởng, có những cái ý tưởng táo bạo gì không, các bạn có những cái gì mà nó khác mà người Việt Nam cần nó trong cuộc đời, mà các bạn nghĩ ra một cách rất là genius, và không có phải ai cũng đẻ ra để làm genius, có nghĩa là biết sáng tạo được hết. Ok, cái thứ hai tại sao chị nói là các bạn không nên, nếu như các bạn không có đủ kinh tế, tại vì khi mà mình làm ra một đống nợ, ai sẽ là người trả nợ cho mình? Nếu như một người mà không có gia đình gì hết thì chị không nói, họ dám rủi ro cuộc đời của họ thì họ không có đường lùi, và họ sống với cái chữ tín, chữ tâm, chữ tin của họ, họ sẽ làm hết mình để họ trả cái đống nợ đó, thì chị không nói. Tại vì chị cũng đã từng một thời điểm như vậy, chị đi làm ăn ở Việt Nam, chị mở công ty ở Việt Nam, lúc chị mới mở công ty bạn bè của chị rất là tin tưởng, đúng không, người ta bỏ vốn vô làm ăn với chị, và khi mà chị bán cái công ty đi, chị đi qua xin, chị trả hết nợ, chị không có nợ nần ai hết. Đó là cái mà chị sống cuối đời là cho bản thân chị chứ không phải cho ai hết, có nghĩa là mình sống với cái sự tin tưởng của bạn bè mình, và mình biết được là mình, cái mặt của mình đi ra đường, bạn bè mình 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, nó vẫn phải tôn trọng mình, bởi vì mình sống rất là tử tế, ví dụ như vậy. Còn những cái bạn mà mở ra chỉ theo phong trào với trào lưu và không biết rõ kiến thức, không biết rõ mình đang làm cái gì, thì chị sẽ khuyên các bạn là nên tìm một cái mentor và đi học từ cái người thầy đó. Ví dụ như hôm nay bạn muốn mở cái quán trà sữa, đi tìm các ông nào mà đang chủ của trà sữa mà 10 nhà hàng, 10 quán trà sữa trở lên chẳng hạn, xong đi vô làm cu li cho ổng, xong nói thầy ơi cho con đi rửa ly cho quán của thầy cũng được, xong cho con đi theo con học qua một ngày, thầy phải ghi ra danh sách là 10 quán đó, rồi làm sao thầy quản lý hết. Em nghĩ một người mở 10 quán trà sữa, người ta ngồi, người ta đi tới từng quán, người ta pha trà, người ta bán sữa, đâu có đâu. Thì những cái đó mình cần phải học hết, mình phải biết được là tại sao người ta lại thuê ở cái địa điểm đó, tại sao khách đến ở cái khu đó, rồi cash flow có nghĩa là dòng tiền hàng tháng ở đâu ra, nguyên vật liệu mua ở đâu, nó có rất là nhiều thứ. Chị chỉ lấy ví dụ một cái về thực phẩm cho em biết được thôi. Thì startup đối với chị, nếu như các bạn nào đang coi cái kênh của chị và đang hứng thú với chuyện startup, chị khuyên các bạn nên tìm một cái người mentor để hướng dẫn cho mình business là cái gì trước đã. Em phải hiểu, và có nhiều bạn học xong có khi là thôi dẹp giờ em không muốn làm business nữa, xong nó khó quá vậy. Đúng, tại vì business nó như là đẻ một đứa trẻ, em đẻ nó ra xong em nuôi nó lớn cho nó thành người, rồi nó nuôi ngược lại em đó. Business là nó như vậy chứ không phải là nó đơn giản như các bạn nghĩ là làm chủ là giàu hết đâu. Làm chủ là nó cực hơn là làm công, tại vì làm công em chỉ làm đúng 8 tiếng em đi về, làm chủ không có giờ nghỉ. Ok chị ơi, làm sao để lấy lòng đồng nghiệp, em thấy mình không biết nói chuyện với đồng nghiệp sao ạ? Em cảm ơn chị, đồng nghiệp của em toàn lớn tuổi còn em thì nhỏ tuổi, kiểu không đủ chủ đề để nói chuyện ý. Em coi mấy video trước của chị đi thì em sẽ hiểu, chị thì chị không thích lấy lòng đồng nghiệp. Nếu mà chị cảm thấy là đồng nghiệp mà làm việc chung á, thì chị sẽ rất là thẳng thắn. Nếu như em làm việc với những người lớn tuổi thì chị nghĩ đó là cái may mắn, tại vì người lớn tuổi có thể học nhiều cái của người ta, hay còn gọi là kinh nghiệm á. Có thể bầu đồng nghiệp em người ta coi thường, tại vì tuổi tác của em là nhỏ hơn họ, tại vì chị cũng bị như vậy hoài á. Chị đi làm là người ta cứ, ủa mày nhiêu tuổi vậy, mày mới 28 tuổi, chị cần 28
29 rồi, 2 tháng nữa 29 tuổi, mày còn trẻ vậy mà sao mày nói chuyện như bà già vậy, ví dụ như vậy. Thì người ta luôn coi thường mình bởi vì cái nhan sắc của mình, bởi vì mình nhìn trẻ quá, mình nhìn khó có sự tin tưởng. Người ta cứ nghĩ là trẻ đẹp rồi ăn mặc là gợi cảm hay là xinh đẹp là đần độn, ví dụ vậy, bởi vì cái đó nó dán mát rồi. Okay. Để mình thay đổi được cái đó người ta rất là khó. Chị nghĩ là bởi vì nếu như mà em cứ đi với cái mindset of pleasing everybody á, có nghĩa là em cứ đi mà em cứ làm ơn thích tôi đi, làm ơn làm bạn với tôi đi á, thì em sẽ khó để mà sống trong cái tổ chức đó lâu lắm. Em phải có cái identity riêng của em phải có cái cá tính riêng của em phải biết được là mình muốn cái gì, mình là ai, mình đi làm trong cái công việc đó, mình đang cố gắng hòa nhập theo cái môi trường đó, và mình phải coi cái người sếp là cái người nào, nó rất là quan trọng. Còn nếu như mà em đi xin việc, em đi pleasing tất cả mọi người, chị nói thiệt là em đi làm cái gì nó không có vui. Em có hai sự chọn lựa, bây giờ chị hỏi em, chị sẽ khuyên em. Đầu tiên đó là em sẽ chấp nhận mình sẽ là dị hợm ở cái chỗ làm, nhưng mà mình được là chính mình, mình sẽ sống với chính mình. Nó là cái risk, nó là cái risk, tại vì có thể người ta sẽ sau đó người ta thấy ô con này độc quá, nó tự sống là chính nó không cần phải che đậy, nó không cần phải ngày hôm nay cái mặt này ngày kia mặt kia đeo mấy cái mặt nạ. Có khi người ta lại thích em hơn. Hoặc là cái risk thứ hai, em có thể trở thành cô lập với tất cả mọi người, tại vì tất cả mọi người cảm thấy con này quái quá à, sao nó không có giống tất cả mọi người vậy. Thì em phải chọn, nếu như cả một trong hai em không biết chọn cái nào thì chị xin lỗi, em nên chọn đổi chỗ làm. Tại vì chị không có tin vào cái chuyện là em sẽ không tìm được công việc tốt hơn. Chị tin vào cái chuyện cái gì ở trên đời này nó cũng có cái sắp xếp hết. Chị đã từng đi làm cái nơi mà nó rất là toxic và chị quyết định bỏ vào cái chỗ kế tiếp nó tốt hơn rất là nhiều. Cái đó mới gọi là cái signal, em tiếng Anh nó gọi là red flag á. Có nghĩa là ông trời ông đã nói cho em là cái chỗ này không phải cho mày, biến đi qua chỗ khác, kiếm việc khác làm liền. Nhưng mà em không chịu, em cứ cố chấp, em cứ cãi lời ông trời, em cứ không sao đâu, em sẽ làm thay đổi một người yêu thương em. No, nếu em đã cố gắng hết sức và nếu như người ta không thấy là em hợp với cái môi trường đó thì em đi tìm một người khác, đừng có mất thời gian ở cái môi trường mà em chỉ làm cho em thêm depression, thêm trầm cảm, thêm mệt mỏi đi làm, đem cái chuyện về xong than với người yêu, than với gia đình, than với tất cả mọi người, xong rồi cuối cùng không ai muốn làm bạn với em luôn, ví dụ như vậy không? Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị Nhi. Còn nếu đã coi lâu rồi, vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa.